Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phim Hay với những bộ phim vô cùng hấp dẫn. Hôm nay, kênh Phim Hay xin mời các bạn theo dõi bộ phim Thợ May Báo Thù. Lúc 10 tuổi, cô đã bị vu khống sát hại một cậu bé. Vì vậy, cô đã bị đuổi ra khỏi thị trấn. Không ngờ rằng, sau khi cô trưởng thành, lại trở thành một trong những thợ may giỏi nhất ở Paris. Chỉ vì vụ sát hại cậu bé năm nào mà cô vẫn bị nguyền rủa, cô không hề có được hạnh phúc. Xa cách 25 năm, cô ấy lần nữa quay trở về thị trấn này với lòng căm thù sâu sắc. Trong ký ức tuổi thơ u ám của cô ấy, vì mồ côi cha nên cô và mẹ trở thành mục tiêu bị ức hiếp. Những đứa trẻ trêu chọc cô ấy, bị cô giáo phạt, ngay cả bác sĩ già cũng xúc phạm cô. Một cô gái nhỏ bé yếu đuối như vậy, thực sự có thể giết người sao? Sau khi cô ấy bị đuổi ra khỏi thị trấn, người mẹ vì quá sốc nên đã trở thành người mất trí, quên cả con gái của mình. Khi cô trở về, cô dọn dẹp nhà cửa, đốt rác, khói bay ngập trời, kẻ sát nhân đã quay trở lại. Ngày hôm sau, hai thị trấn bắt đầu có cuộc thi bóng bầu dục. Cô ấy đến sân vận động trong bộ váy đỏ rực rỡ. Mỗi hành động đều vô cùng quyến rũ, thu hút sự chú ý của mọi người trên sân. Những cầu thủ vì mải mê nhìn cô ấy, đến bóng cũng không thèm chơi nữa. Đội trưởng đội bóng không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo cô đi thay bộ khác. Anh chàng đội trưởng điển trai này là Teddy, một chàng trai tốt hiếm có trong thị trấn. Chỉ có gia đình của anh không kỳ thị Tilly và mẹ của cô. Những năm tháng Tilly bị đuổi đi, chính anh là người đã chăm sóc mẹ của cô. Vì để báo đáp ân tình đó, cô đã rời khỏi sân và quay lại với chiếc váy đen thật sexy. Cô ấy đứng dậy và cởi găng tay ra, khiến các cầu thủ không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của cô. Và thế là thị trấn đối thủ bị thua thảm hại. Cô mặc như vậy không phải là để khoe khoang, mà muốn cho những người phụ nữ trong thị trấn biết thế nào là mê lực của những bộ trang phục đẹp. Dân làng đang ăn mừng chiến thắng. Cuối cùng, con mồi của Tilly cũng cắn câu. Cô gái quê mùa này là bạn học lúc nhỏ của cô. Cô đến nhờ Tilly thiết kế trang phục. Cô muốn trở nên xinh đẹp giống Tilly để theo đuổi người mình thích. Đổi lại, Tilly muốn cô tiết lộ tình tiết của vụ án giết người năm đó, bởi vì trong ký ức của Tilly, cô ta chính là kẻ đã lộ tin nơi ẩn nấp của cô cho thị trưởng. Vì lòng tham của mình, cô ta đồng ý nói cho Tilly. Hôm vũ hội, cô mặc trên người bộ trang phục vô cùng xinh đẹp, khiến mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Không ai nhận ra cô là người bán tạp hóa mặt đầy tàng nhang, luôn mặc những chiếc váy lòe xòe. Ngay cả người cô thích cũng bị cô mê hoặc. Rất nhanh, cả hai đã đính hôn, Tilly cũng trở nên nổi tiếng kể từ đó. Những người phụ nữ trong thị trấn không kìm được khát khao làm đẹp đến tìm cô ấy để may quần áo. Ngay cả cảnh sát trưởng đã từng bắt cô cũng bị cô chinh phục, bởi vì ông ta là một tên đồng bóng. Ông ta rất mê những bộ váy mà Tilly thiết kế. Từ khi có sự xuất hiện của Tilly, bản chất bên trong của ông ta liền trỗi dậy. Ở cái thị trấn này, ông đã trở thành người bạn duy nhất của cô. Mỗi chiếc váy, Tilly sẽ nhận được một manh mối. Cô ngày càng đến gần với chân tướng vụ án. Mẹ của Tilly cũng dần lấy lại được ý thức. Bà hiểu rằng con gái bà quay lại để trả thù, cũng để được người dân công nhận cô. Những người phụ nữ trong làng đều mặc trang phục do Tilly thiết kế, nhưng họ vẫn nói xấu sau lưng cô. Nạn nhân của vụ giết người là con trai của trưởng thôn. Để cạnh tranh với Tilly, anh ta mời một cô thợ may mới đến làng. Nhưng khi người thợ may đến, cô ấy đã bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Một ngôi làng khói bụi mịt mờ, đứng đầy những người mặc trang phục cao cấp của những người nổi tiếng. Quần áo đẹp có thể làm cho một người đẹp lên, nhưng không thể che phủ đi sự kém cỏi và tri thức thấp của một người. Những người phụ nữ trong thị trấn, nhờ có bàn tay ma thuật của Tilly, đã biến họ trở nên xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng cho dù vậy, bọn họ cũng không hề cảm kích sự giúp đỡ của Tilly. Bọn họ chỉ định bợ tâng bốc cô thợ may mà thị trưởng mới mời về. Cô bạn thời thơ ấu của Tilly khi đến nơi làm việc của cô thợ may mới này thử đặt một bộ váy cưới thì thấy rằng tay nghề của cô ta chẳng ra gì. Bộ váy cưới này thật xấu, có chết cũng không để chồng sắp cưới thấy bộ dạng xấu xí này của mình. Thế là cô tìm đến Tilly nhờ may thiết kế một bộ váy cưới. Tilly quyết định sẽ thiết kế cho cô ta một bộ. Cửa mở ra, cô trở thành một người xinh đẹp, chồng sắp cưới của cô cũng rất hài lòng. Teddy được mời về làm phù rể. Anh ấy yêu cầu Tilly may cho mình một bộ trang phục phù rể. Cô lấy số đo của Teddy, không khí có chút gượng gạo. Lúc ở trận đấu, Teddy đã yêu Tilly ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, dùng mọi cách theo đuổi chinh phục cô. Mặc dù Tilly đã rung động, nhưng cô vẫn từ chối anh. Cô cảm thấy một người bị nguyền rủa như cô sẽ không có được hạnh phúc. Đang lúc may váy cưới cho cô dâu thì cô đã biết được thêm một manh mối khác. Giáo viên tiểu học của cô cũng có mặt tại hiện trường vụ án và bà ta chính là người đã chỉ ra Tilly là người giết hại cậu bé. Tilly đã tìm thấy giáo viên, bị tra hỏi dồn dập. Cuối cùng, giáo viên cũng thừa nhận rằng mình không có ở đó. Cô đã đưa ra lời khai giả để thoát khỏi sự nghi ngờ. Vu khống Tilly là kẻ giết người, sự thật sắp được phơi bày ra ánh sáng. Cô đến gặp cảnh sát trưởng để chứng minh mình vô tội.
Tình cờ biết được thị trưởng là cha ruột của cô, còn cô giáo kia thì luôn cho rằng mình không hề có lỗi. Cô ta tức giận, tìm đến người vợ của thị trưởng nói rằng Tilly là người giết con trai bà ta và thị trưởng đã che giấu chuyện này, nên khi bà biết tin, bà ta rất sốc. Bà ấy hướng về phía Tilly và hét lớn, cô là kẻ giết người. Tilly cố giải thích, nhưng không ai chịu nghe, chỉ có Teddy đứng ra vạch trần tên thị trưởng đạo đức giả. Nhưng chân tướng bây giờ không còn quan trọng nữa, người trong thị trấn hùa nhau, họ chỉ cần tìm một người gánh tội thay. Tilly và mẹ của cô trở thành người chịu tội. Tilly thất vọng rời đi. Lúc này, người anh trai thiểu năng của Teddy hét lên rằng Tilly không phải là kẻ giết người. Teddy vội vã đuổi theo Tilly, anh đưa cô trở về hiện trường vụ án, ghép từng manh mối lại với nhau. Khi còn nhỏ, con trai của thị trưởng thích chơi một trò chơi, những đứa trẻ khác giữ Tilly, anh ta giả làm con bò, húc mạnh vào bụng của cô. Nhưng hôm đó, chỉ có Tilly và cậu bé ở đó. Khi cậu ta lao tới, Tilly bỏ chạy, cậu ta lao vào tường, ngã gãy cổ. Người anh trai thiểu năng đã chứng kiến mọi chuyện, nhưng sợ mình sẽ lại bị buộc tội nói dối. Vì vậy, anh ấy đã che giấu sự thật. Sau này, sự thật cũng bị quên đi. Sự thật được phơi bày, Tilly cuối cùng đã chứng minh rằng cô không phải là một kẻ giết người. Cô ấy cuối cùng cũng để nỗi hận thù xuống, chấp nhận lời tỏ tình của Teddy. Vào đêm trăng, Tilly có lẽ cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh của lời nguyền đó. Để làm cho cô cảm thấy thoải mái, Teddy đã nhảy vào tầng hầm. Anh muốn chứng minh rằng Tilly không phải là một người phụ nữ bị nguyền rủa. Tilly sợ hãi, lớn tiếng gọi Teddy nhưng không có một lời nào hồi đáp. Teddy đã chết. Teddy và bạn bè thường xuyên chơi trò này, chưa từng có chuyện gì xảy ra, bởi vì đống lúa mì cứng, người sẽ không bị chôn vùi. Lúc sáng, anh vẫn thấy trong kho chứa đầy lúa, sau chỉ vài giờ đã biến thành cao lương thế này. Vì cao lương mềm nên càng ngày anh càng bị lún sâu, không thể thở được nên đã chết. Gia đình Teddy sau đó cũng chuyển đi nơi khác. Kể từ lúc đó, Tilly chìm trong đau khổ. Người dân trong thị trấn tiếp tục lan truyền những tin đồn ác ý rằng Tilly đã giết Teddy. Tin đồn có thể giết chết một người. Mẹ Tilly bước vào, cô phản bác lại những người phụ nữ xấu xa này. Teddy đã chết vì những người trong làng, để chứng minh tình yêu của mình còn mạnh hơn cả lòng đố kỵ của các người. Về đến nhà, thấy con gái vẫn nằm yếu ớt trên giường, mẹ rất đau khổ. Bà không muốn con gái mình lại tổn thương chỉ vì những tin đồn thất thiệt kia. Năm đó, khi Tilly bị đuổi đi, bà rất đau khổ. Nhưng bà vẫn hy vọng rằng cô sẽ không bao giờ quay lại nơi kinh khủng này. Dưới sự giúp đỡ của mẹ, Tilly bắt đầu vui vẻ trở lại. Vì hai thị trấn sắp có cuộc thi hóa trang, mấy bà trong thị trấn mặt dày lại kéo đến nhà của Tilly, yêu cầu cô thiết kế trang phục cho họ. Tilly đã xua đuổi họ, cô ấy sẽ không bao giờ may quần áo cho lũ khốn này nữa. Lúc này, mẹ đã nảy ra một ý. Ngày hôm sau, bà mặc bộ đồ mà con gái đã may, một mình đến nhà bác sĩ, nhờ bà ta gửi một lá thư cho thị trấn đối thủ và bảo bà ta kê cho mình một hộp thuốc giảm đau. Nhưng bác sĩ đã không kê đơn thuốc giảm đau cho bà. Vì vậy, khi bà vừa rời khỏi nhà bác sĩ thì bị đột quỵ vấp ngã, trưởng thôn ngồi cạnh chứng kiến nhưng làm ngơ. Tilly khóc lóc, cầu xin bác sĩ cứu mẹ, nhưng bác sĩ trong thị trấn không muốn cứu người như bà. Cứ như vậy, người mẹ qua đời. Tilly hoàn toàn tuyệt vọng với cái thị trấn tệ bạc này. Nhưng ngày hôm sau, bác sĩ đã đột ngột qua đời, ông ta mắc một căn bệnh kỳ lạ. Khi đi trên đường, cần có ai đó chặn ông ta lại thì ông ta mới dừng lại được. Vợ ông ta uống thuốc giảm đau mà bất tỉnh. Không ai giữ được ông ta, vậy là ông ta lao xuống vực và chết. Tên trợ lý của bác sĩ một mực khẳng định Tilly là kẻ đã sát hại hai vợ chồng bác sĩ. Cảnh sát trưởng là người đầu tiên biết tin này. Ông ta nghĩ đây là cơ hội mình có thể chuộc lỗi. 25 năm trước, vì che giấu bí mật của mình, không mang đến lương tâm hay chân lý, ông ta đã đuổi Tilly đi. Hôm nay, ông ấy đã khoác lên mình bộ quần áo lộng lẫy nhất, chịu tội thay cô. Những người cô yêu thương đều bị cái thị trấn này cướp đi mất. Tilly không thể nhẫn nhịn thêm nữa, cô giờ đây đã bị tha hóa. Cô đem chuyện thị trưởng là cha ruột của mình và cả chân tướng vụ giết người năm đó, từng lời một nói rõ cho vợ thị trưởng nghe. Năm đó, thị trưởng và mẹ cô yêu nhau, sinh ra cô. Nhưng vì lòng tham của mình, ông ta đã nhẫn tâm vứt bỏ hai mẹ con cô, vài tháng sau thì cưới bà. Đối diện trước người chồng tệ bạc của mình, người vợ vô cùng phẫn nộ, bà ta đánh gãy chân của ông. Cuối cùng thì thị trưởng cũng bị chết vì mất máu, bà vợ thì bị bắt đi tù. Trong lúc Tilly đang tuyệt vọng, chìm đắm trong men rượu, chuông cửa reo lên. Hóa ra là những người ở thị trấn lân cận đã nhận được lá thư từ mẹ của Tilly. Họ mời cô thiết kế trang phục cho họ, cô ấy đồng ý. Đó chính là sự giúp đỡ và tình yêu cuối cùng của mẹ. Cuộc thi hóa trang đã đến, những người dân trong thị trấn đều sẽ đến thành phố để tham dự. Tilly trong bộ đồ trang trọng trải một tấm thảm đỏ, sau đó đổ xăng khắp thị trấn. Cô quẹt một mồi lửa rồi ung dung rời đi. Những người trong thị trấn thất bại thảm hại trong cuộc thi, trở về thị trấn, nhà cũng chẳng còn gì. Đây chính là sự trả thù hoàn mỹ của Tilly.
Cuối cùng, cô cũng rời bỏ cái thị trấn tệ bạc này, bắt đầu cuộc sống mới. Đối với vài người, không xứng đáng để tha thứ, cái chết mới là sự trừng phạt thích đáng dành cho những loại người như họ. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.